Bến Tre có rồi nha anh em ơi. Đó, phục Violet mẫu mới của Red Leo có Sirius và quay. Nghe nói thị trường đang hot cái này và đang không có hàng. Nên về chắc được khoảng trên dưới vài chục cặp nha anh em. Đó. Và kiếm mẫu mới để hồi mình review kiếm mẫu mới cho anh em. Đây. Violet chỉnh trên đây được, chỉnh dưới đây được, rebao thật hết nha anh em ơi. Và ti này có mạ luôn nha. Đó. Mẫu lò xo có hai cái màu lò xo trong một hộp cho anh em đi có thể xây cua chân nhôm full ha. Rồi thì giá một cặp như vậy thì giá thời điểm hiện tại thì khoảng trên dưới 22, 23, 25 là ở trên Sài Gòn người ta đã nâng giá lên vì hàng rất là hiếm và hot, thì bây giờ mình sẽ bán cái giá thấp nhất cho anh em đó. Thì giá của mình, những anh em nào đặt cọc rồi thì mình vẫn giữ giá cũ không lên 1000, tại vì người ta đã tin tưởng mình, người ta rớt tiền chờ đợi mình. Đó là sự quyền lợi và ưu tiên cho họ ha. Còn bây giờ mình sẽ tính ngay thời điểm giá hiện tại, nhưng mà dẫn giá tốt nhất cho anh em khi mua ủng hộ tại Mặt Racing Ball Shop, bảo hành cho anh em 6 tháng. Rồi tiếp theo là mình mới vừa về một cái mẫu kiến H2C. Đó, cái hộp đẹp lắm anh em. Đây, body mới, full CNC, nguyên khối và mặt kiến rất là trong nè, thấy thằng này không? Đó, đó, cái thằng quay camera đó anh em thấy không? Đó, thấy rõ không? Thấy anh đâu à? Thấy nè, nè, thấy chưa? Chưa. Thấy chưa? Chưa. Mày thấy chưa? Tao thấy rồi, mạnh được quá ha. Anh thấy rồi, đồng đều. Rồi, ok nha anh em. Đó. Rồi mặt gương này là chống chói anh em đi nắng đồ này kia, hoặc là đèn ban đêm mà nó dội vô còn sao, nó không dội ngược lại mắt anh em mà bị chói nha anh em. Full phụ kiện, full nóc đầy đủ ha. Body của V2 này mình thấy đẹp hơn V1 rất là nhiều. Ha, anh em giờ thời đại giờ rồi, đừng đi mấy chiếc lá rồi mấy cái năm cạnh xéo rồi kia, nhìn nó hết đẹp rồi anh em ha. Ủa, cái này đi nó hợp, nó cũng đẹp nữa nè. Đó anh thấy không, ở thắt nè gắn hơi bị tươi ẹt quân ra xuống hết, anh em gắn vẫn đẹp rồi. Quay riêng và Sirius mình vừa về, còn dĩa này như mập 350 hả? Đúng, 355.000 anh em ơi, quen inox luôn đó, quen inox tặng ốc inox luôn. Ok rồi, 267 về. Anh em nào cần bất kỳ mâm phục đĩa nào sale nữa, cứ việc comment ở dưới clip cho mình. Và hôm nay là mình đã có Bến Tre này nha anh em ơi.